Nào ghi bài thế này. Chúng ta tiếp tục nói về dãy số trước đã. Hôm trước mình đã nói về dãy số rồi, nói hết lý thuyết của nó rồi. Đấy, và cũng đã làm được hai dạng bài tập của cái dãy số. Thì hôm nay thầy nói nốt về cái dạng bài tập thứ ba. Dạng 3 nhá. Hôm trước là mình có nói về các công thức liên quan đến soạn tổng quát với các thông tin của dãy số. Cái thứ hai là xét tính tăng giảm. Thì hôm nay dạng 3 của mình đó là xét tính bị chặn của dãy số. Xét tính bị chặn nhá của dãy số. Được chưa? Thì bạn nhớ lại giúp thầy là khi một hàm số mà xét theo tính bị chặn thì chúng ta có 3 khả năng xảy ra. Nha. Nó bị chặn trên. Đấy, bị chặn dưới. Và bị chặn. Đấy, bị chặn trên là nếu nó luôn gì nhỏ bằng m, một số m lớn ở đó, mọi số hạng đấy. Chặn dưới nếu là gì lớn hơn bằng m, không có dấu bằng được nhá. Bị chặn là vừa trên vừa dưới để bị chặn. Đó. Nào, cái bài đầu tiên này, bài số 1 này. Xét tính bị chặn của các cái dãy số sau. Nào, xét tính bị chặn ở các cái dãy số sau. Nào, để cho dãy số ở câu A. Câu A. UN. Đấy, có công thức UN bằng 3 trên n cộng 1. Đấy, với n của mình là số tự nhiên nhá, các không, n thuộc n sao? Tối thiểu là phải là bằng 1 mà. Rồi bây giờ thầy đi hướng dẫn các bạn cái cách làm cái bài này. Hướng dẫn các bạn cách làm bài này. Thì thực ra là khi làm bài tập này thì đa phần các bài liên quan đến bị chặn hay tăng giảm ấy, thì chủ yếu bây giờ đối với kiểu ra đề về hiện nay thì họ thường họ chỉ hỏi các bạn trong phần trắc nghiệm thôi. Cái này sẽ không hỏi trong phần tự luận các em nhé. Tự luận có rất nhiều nội dung để hỏi, không thì gì hỏi cái này trong tự luận cả. Rồi, thế vậy khi làm trắc nghiệm ấy, thì chúng ta có một cái là chúng ta có thể ứng dụng máy tính vào đây. Đấy, câu này thường làm ở trắc nghiệm. Vậy thì có một cách là chúng ta sẽ ứng dụng máy tính vào đây để hỗ trợ cho mình nhá. Đấy, chứ máy tính nó không làm giúp em được. Nghe chưa? Máy tính chỉ hỗ trợ thôi. Bây giờ để xét về bị chặn ấy, thì rõ ràng là mình phải kiểm tra xem là cái công thức tổng quát ấy, 3 trên n cộng 1 ấy, nó sẽ phải nhỏ hơn bằng số nào và lớn bằng số nào. Thấy chưa? Tức là m nhỏ bằng m lớn và lớn bằng m nhỏ, thì hai con m lớn m nhỏ này là hai con số nào, thì đây chúng ta phải đi chúng ta xem xét để xác định hai con này ra. Có thể là có cả hai cái, có thể chỉ có một bên thôi. Thấy chưa? Rồi, và những có những cái dãy nó còn chẳng bị chặn trên chẳng bị chặn dưới cơ, bởi vì là gì, nó số rất lung tung, không theo quy luật gì để mình có thể chặn nó lại. Được chưa nào? Thì ở đây chúng ta dùng một cái tính năng hôm trước thầy đã nói với các bạn ấy. Đó là tính năng table. Sử dụng bảng ở trong máy tính ấy. Bảng giá trị ấy để chúng ta giải quyết cái này. Nhá. Thầy sẽ hỗ trợ các bạn bấm máy lại này. Thì các bước bấm nó vẫn tương tự như hôm trước. Nhá, bước bấm vẫn tương tự như hôm trước. Thứ nhất là mình nhập này. Mốt 7 hoặc menu 8 nữa, tùy máy nhá. Đây, nhập cái hàm số vào. Nhập cái công thức nào. Công thức tổng quát vào. Đó là bạn gì, bạn nhập các cái thông số. Start là gì nhá? Start là 1 này. End thì em có thể nhập là 10 hoặc là 20 tùy các bạn nhá. Và đương nhiên là step là luôn luôn là số 1 rồi. Đối với dãy số luôn nhập là 1. Đấy là bước số 2. Sau đó em ấn bằng tiếp này, sau đó em sẽ kiểm tra, em sẽ quan sát cái bảng giá trị ấy để đưa ra kết luận cho mình. À thì bây giờ thầy cho mình cùng bấm. Bạn lấy máy tính đi. Để cho mình sẽ cùng bấm cái bài này này luôn. Hướng dẫn các bạn đến cách xử lý. Đây, các em quan sát cái màn hình của thầy nhá. Đây, có màn hình đây rồi. Để đưa về màn hình lúc đầu này. Đối với máy ở đây của thầy là 580, menu 8. Giờ hỏi fx thì em nhập cái hàm vào. Thầy là 3 trên n cộng 1 thì nhập là x cộng 1 các bạn nhá. Nhập thành biến x. Sau đó mình bỏ qua g này, start là 1 này. Ví dụ end có thể là 10. Step là 1. Ok chưa? Để chuyển sang. Bắt đầu bạn nhìn, bạn chuyển con trỏ sang cái bên phía cột Fx ấy, bạn xem. Thì đầu tiên nhá, nó là 1,5 là 3 phần 2 này. Nó là 1 này. 0,75, 0,6, 0,5, 0,0. Bạn nhìn này, nó càng ngày nó càng giảm các bạn ạ. Bạn nhìn thấy nó cứ giảm dần không? Như vậy là cái số đầu tiên là số to nhất.
1,5 là 3 phần 2 là số to nhất, xong đến 1 này, 0,5, 0,6, 0,5, 0,4, 0,3. Đấy, nhà nó cứ giảm dần đi. Nhưng mà có một đặc điểm nữa là tất cả các số hàng này nó đều lớn hơn 0. Đúng không? Đều lớn hơn 0 hết. Đó, thì như vậy rõ ràng là cái số 3 phần 2 là số to nhất trong cái dãy này. Yeah, và mọi số hàng ở dãy này đều nhỏ hơn hoặc bằng 3 phần 2. Chỉ số đầu tiên là bằng 3 phần 2, còn tất cả số sau đều bé hơn, đúng không? Và đoạn này còn lớn hơn 0 nữa. Đấy, thì sau khi vào máy xong thì phát hiện ra một điều là thầy có làm một cái dự đoán. Thầy các bạn cứ ghi vào trong vở này. Còn sau này làm bài thì không cần nhá. Dự đoán này, lúc nào mới học mình ghi này, dự đoán mình sẽ thấy là 3 trên n cộng 1 của mình ấy, nó phải là luôn lớn hơn 0 không? Và nó luôn nhỏ hơn hoặc bằng 3 phần 2. Đấy, thế vậy vậy thì cái không này nó là chặn dưới này. Cái 3 phần 2 là chặn trên này. Nhớ ở đây chúng ta hoàn toàn có thể không có dấu bằng cũng được các bạn nhá. Đấy, mình hình dung là cái chặn này là gì? Một cái bức tường ngăn cách để nó không làm cái dãy số của em nó không vượt quá được cái mốc đấy, chứ không nhất thiết là nó phải có thể chạm vào đấy được. Nếu chạm vào được thì nó có dấu bằng, không chạm thì không có dấu bằng không sao cả. Rồi, đây là dự đoán của tôi sau khi bấm máy tính. Thế sau khi dự đoán xong thì tôi bắt đầu tôi chứng minh thử, tôi kiểm tra ra có phải không nhá. Có này, em nhớ của mình là n là thuộc n sao, n thuộc n sao, tức là n của mình lớn hơn không, đúng không? Khi n lớn không rồi thì có phải là n cộng một là số dương, hiển nhiên là số dương, mà 3 cũng dương rồi nên là 3 trên n cộng 1 của mình sẽ dương. Như vậy mình thấy là ở mọi cái dãy số nhá, un của em ấy thì nó đều lớn hơn không với mọi n thuộc n sao, đúng nào, số nào nó cũng lớn hơn không. Đấy, vậy là mình đã thể hiện thằng này chắc chắn là chặn dưới rồi. Vậy kiểm tra chặn trên đây này. Ví dụ tiếp với thầy này, có do n thuộc n sao nên n luôn luôn lớn bằng hơn bằng 1. N lớn bằng 1 thì có phải là n cộng 1 của tôi phải lớn bằng 2 không? Cộng 1 và cả 2 vế mà. Sau đó em nghịch đảo giúp thầy, 1 trên n cộng 1. Xem nghịch đảo nó đảo chiều đấy nhá, nhón bằng 1/2. Đấy, nhón bằng 1/2. Sau đó em nhân thêm 3 vào. Là 3 trên n cộng 1. Nhỏ hơn bằng 3/2. À, như vậy là mọi số hạng UN mình nhá sẽ đều nhỏ hơn bằng 3/2. Với mọi n thuộc n sao. Rồi, thì đánh cái này là 1 này. Cái này là 2 này. Giờ mình kết hợp lại nha, từ 1 và 2. Mình sẽ thấy là không luôn nhỏ hơn UN và luôn nhỏ hơn bằng 3/2 với mọi n thuộc n sao. Và theo cái định nghĩa mình học rồi thì rõ ràng đây sẽ là một dãy số bị chặn, đúng không? Vừa chặn trên vừa chặn dưới. Suy ra UN thấy là dãy số bị chặn. Được chưa? Đấy, các bạn hiểu vấn đề chưa? Sẽ là dãy số bị chặn nhá. Em hiểu câu A rồi chưa? Ai đã nắm hiểu câu A rồi giơ tay thì xem nào. Thực ra là với câu này nếu mà là một câu trắc nghiệm, thầy bấm máy tính là thầy xong rồi. Có máy tính là xong rồi, không thầy không phải đặt bút thầy viết gì đâu. Nên nếu có bài trắc nghiệm thì em riêng cái đoạn dự đoán xong là em đã có thể khoanh đáp án rồi. Nhưng đây là bài này mình làm theo kiểu hướng tự luận nữa, chặt chẽ, biết đâu lại có lúc dùng thì sao nhá. Nào, những ai hiểu rồi giơ tay cho thầy nào. Rồi, câu A mà ok rồi mình sang cái câu thứ hai là câu B. Thì ghi được bài câu B này. Để cho dãy UN có cái công thức như sau. UN bằng này 2N cộng 6 trên N cộng 1. Rồi, với dãy câu B thì mình để ý là nó cũng là cái công thức người ta cho sẵn rồi, cũng dạng phân thức. Tuy nhiên là nhìn nó chỉ chưa gọn cái thứ nhất. Thì giờ đối với những thằng này thì cái cách làm như này này, các bạn nên ngồi tiến hành bạn chia thầy tử cho mẫu. Đấy, vì 2N cộng 6 hoàn toàn có thể chia cho N cộng 1 thì đạt tính cái cửa lớp học sinh lớp 8 này. Em lấy hai cái số hạng bậc cao nhất bạn chia cho nhau. Bạn lấy 2N chia cho N là được 2. Sau đó nhân ngược lên, N nhân 2, 2 nhân N thì bằng 2N này. 2 nhân 1 là cộng 2 này. Sau đó các em trừ đi. Em trừ đi nhá, 2N trừ 2N là hết, 6 trừ 2 là còn 4. Lúc này các em quan sát ở đây, dưới đây chính là gì? Đây là thương và đây là dư. Nhá, đây là thương này, đây là thương của phép chia. Ở đây là dư của phép chia đấy. Thì đối với những bài mà có dạng là tử trên mẫu, sau khi em chia xong nhá, em sẽ ra là thương cộng với dư trên mẫu. Em nhá. Đấy, thương cộng với dư trên mẫu. Đấy, thì đây là cái công thức của mình này.
Rồi thì là sau khi áp dụng cái này vào trong bài của mình thì mình sẽ tách thành cái gì, là thương của mình là đây là 2 nhá, 2 này cộng với dư là 4. Trên mẫu là n cộng 1. Rồi, thì đến đây cái thằng 4 trên n cộng 1 mình thấy nó cái tính chất nó tương tự cái thằng 3 trên n cộng 1 ở bài trên. Tương tự thôi, không giống hẳn nhưng tương tự. Đấy, thì bài này hoàn toàn có thể để không qua bước dự đoán được, thầy làm thẳng tự luận xem sao nhá. Tí mình bấm máy mình dự đoán sau, mình kiểm tra lại sau cũng được. Nào, lý luận này có. Rõ ràng là n của mình là lớn hơn 0. Đấy nên là n cộng 1 lớn hơn 0 là cái chắc rồi. Từ đó suy ra là 4 trên n cộng 1 lớn hơn 0. Vậy là nếu nó thể cộng 2 và 2 cộng với 4 trên n cộng 1 thì thậm chí nó còn lớn hơn hẳn 2 cơ. Đúng nhỉ? Lớn 0 được mà em ghi lớn 2 được. Đấy thì bảo là cái chặn đấy nó chỉ là cái nó giới hạn lại thôi. Không nhất thiết là phải là sát nhá. Từ đây thì suy ra là UN của thầy sẽ lớn hơn 2 với mọi n thuộc n sao. Được chưa? Cái thứ nhất. Cái thứ hai mình kiểm tra xem liệu nó có cái chặn trên không nhá. Có tiếp này. N thì lớn hơn là bằng 1. Do thuộc n sao mà. Lớn bằng 1. Suy ra n cộng 1 lớn hơn bằng 2. Nên là thầy khi thầy nghịch đảo lại nhá, 1 trên n cộng 1 nó sẽ nhỏ hơn bằng 1/2. Các em nhân thêm 4 vào. 4 chia 2 là được 2. Hay cộng thêm 2 nữa vào. Vậy nhỏ hơn bằng 4. Hay nói khác là cái UN của mình là sao? Nhỏ hơn bằng 4. Với mọi n thuộc n sao? Được chưa? Thì mình có đánh cái này là 1 này. Cái này là 2 này. Để chốt lại nhá, từ 1 và 2. Đi ra này. Vậy là 2 nhỏ hơn UN, nhỏ hơn bằng 4. Với mọi n thuộc n sao? Được chưa? Đi ra là hay là UN của mình là dãy số bị chặn. Đúng không nào? Đấy, dãy số bị chặn, còn chặn bởi cái gì thì là tùy vào mình biến đổi. Nhá, đây là dãy bị chặn này. Bây giờ mình thử bấm máy lại xem như thế nào. Bấm máy tính lại xem là có hợp lý không nhá. Ấn AC này, quay lại để mình nhập lại cái hàm này. Nhập hàm ban đầu luôn. 2N cộng 6, nhập là 2X cộng 6 này. Đấy, trên là X cộng 1. Đấy, thông tin nhá, 1 đến, ví dụ thầy nhập hẳn đến 20 luôn được. Đấy, nhìn cho nó nhiều. Rồi, em nhìn nhá, số đầu tiên là 4, xong giảm xuống 3,333. 3 này, 2,8 này, 2,6 này, 2,5 này. Ồ, thấy giảm dần chưa? À, nói chung là những cái dãy giảm cái này này thì nó sẽ có, thường nó sẽ có vừa chặn trên và chặn dưới. Rồi, thế vậy dãy này là chắc chắn là chặn trên chính là cái số đầu tiên đấy. Chặn trên là số đầu tiên đấy. U1 đây này, này là 4, đúng chưa? Đúng như cái gì mình vừa làm nhá. Tiếp theo bạn nhìn thấy tất cả đến tận đến 20, U20 nó vẫn còn dương. Thậm chí nó lớn hơn 2 đây này. Nó chỉ đến 2,2 xong 2,19. Nó không có giảm được nữa. À, em có bấm nữa thì cũng thế thôi. Được chưa? Vậy rõ ràng là đây đúng rồi. Đúng, chặn trên của mình là 4, chặn dưới của mình là 2. Đấy, rất hợp lý nhá. Em chữa bài này vào. Ai hiểu câu A, câu B thì giơ tay thầy nhá. Nhanh các bạn nhá. Nào tranh thủ thầy câu B là ai xong rồi giơ tay lên nào. Rồi, ok. Rồi, thì sau khi các bạn hiểu hai câu này thì các bạn làm với thầy hai câu áp dụng sau đây là vở này, áp dụng. Em sẽ tính bị chặn của thầy hai hàm số sau nhá. UN có công thức là UN bằng n cộng 4 tất cả trên n cộng 2. Được chưa? Và dãy B có UN này, công thức là UN bằng 4 trên N trừ đi 5. Nào các em xét cho thầy tính vị chặn của hai hàm số thầy vừa cho. Phải không vợ? Sau đó chúng ta gửi lên để mình chấm nhá. Bắt đầu đi. Hai dãy này mình kiểm tra đều là bị chặn đúng không? Cái dãy thứ nhất này thì mình thấy là khi tách nó ra bao nhiêu nhỉ? Khi mà chia nó xuống á, nó ra là 1 cộng với 2 trên N cộng, cộng 2. Thì chắc chắn là dãy này là lớn hơn 1 rồi. 1 nhỏ hơn UN. Nhỏ hơn bằng mấy nhỉ? N cộng 2 thì sẽ lớn bằng 3. Vậy là nhỏ 3, 2 phần 3 cộng 1 là nhỏ 5 phần 3.
đây chặn trên chặn dưới của nó đây. Đấy, có thể nhầm ra ngay, hoặc là em bấm máy tính em sẽ thấy luôn mà. Đấy, thằng này thì nhớ là mình cũng làm tương tự, sau đó phải trừ 5 vào nhé. Và thằng này thì thầy sau khi thầy kiểm tra thì ra là vừa âm 5, nhỏ hơn UN và nhỏ hơn bằng âm 1. Đấy thì cũng ra chặn trên chặn dưới, nên dãy này là dãy bị chặn. Được chưa? Rồi đấy, hai câu áp dụng của xong. Thế thầy sang câu C này. Thầy cho dãy UN có cái công thức tổng quát là UN bằng UN bằng này N bình cộng 1 tất cả trên N. N bình cộng 1 tất cả trên N nhá. Rồi, thì với những cái dãy này nó sẽ không bình thường, nó không đơn giản như những dãy vừa nãy nữa rồi. Chúng ta cần phải có cái sự tư duy ở đây. Bằng cách là chẳng có gì mình không đi tận dụng máy tính ở đây cả. Chúng ta tận dụng máy tính, chúng ta kiểm tra. Nhờ máy tính nó hỗ trợ mình một chút. Đấy, vẫn để kia nhá, nhập lại cho thầy công thức vào này. N bình nhập lại x bình cộng 1. Chưa? Điện x. Start 1 này. N... Rồi ok, để nguyên lại được nhá. Nhập đến số thứ 20 số luôn. Nào, bây giờ nó ra. Kiểm tra này. 2 này. 2,5 này. 3,33 này. 4,25 này. 5,2. À, dãy này tăng dần các bạn ạ. Nếu dãy này mà đánh giá về tính tăng giảm, dãy này là dãy tăng. Đấy, nhìn nó cứ tăng mãi, nó không có dấu hiệu giảm gì không? Không có giảm. Vậy dãy này dãy tăng rồi. Mà tăng lên này, tăng lên mãi mãi các bạn nhá. Hình dung này, nó tăng cứ tăng mãi mãi. Nếu em có nhập nữa thì nó vẫn cứ tăng. Nên dãy này nó sẽ không bị chặn trên gì cả. Mà mình để ý chỉ chặn dưới thôi. Và cái số bé nhất ở trong cả cái dãy này là số 2. Thấy chưa? Số bé nhất này là số 2. Thì em có thể nếu em bấm máy em sẽ biết là số bé nhất là số 2 rồi. Tức là UN sẽ lớn hơn hoặc bằng 2. Đấy. Hoặc là em thể ý là tất cả số này mình thực ra mình có thể ý là nó có thể nói là nó lớn hơn hơn 0. Tại vì sao? Tại vì N bình cộng 1 là lớn hơn 0 nhá. N bình cộng 1 lớn hơn 0 và N lớn hơn 0 luôn. Nên dãy này hiển nhiên lớn hơn 0. Và mình có thể hoàn toàn lấy 0 là cái chặn dưới cũng được, không vấn đề gì cả. Bây giờ 0 hay là 2 hay là 1 hoàn toàn nó chỉ là một cái số chặn ở bên dưới rồi, nó không vượt qua đấy thôi. Thì em có thể lấy cái biên đấy là gì? Biên đấy nó sát hoặc là nó không sát, tùy vào mình. Được chưa? Rồi, thế vậy là mình sau khi mình bấm máy xong mình thấy mình dự đoán. Đấy, mình dự đoán là cái UN này thì nó có đặc điểm lớn hơn 0. Hoặc là em nói là UN lớn bằng 2 cũng được. Đấy, 2 là chính là cái U1 đấy. Đấy, với mọi N. Đấy, đây tôi dự đoán thế. Còn bây giờ tôi cảm giác là chứng minh cái nào nó nhàn hơn thì tôi làm. Chứ không nhất thiết phải đi chứng minh lớn bằng 2 làm gì nhá. Rồi, thế là tôi có thể có như sau. Thì tôi thấy là N là lớn hơn 0. Dẫn đến là N bình cộng 1 là hiển nhiên lớn hơn 0 đó. Vậy thì thương của N bình cộng 1 trên N chả lớn hơn 0. Đúng không? Đấy, suy ra là gì? UN lớn 0 với mọi N thuộc N sao? Rồi, mà như này thì dẫn đến là gì? UN là bị chặn dưới. Đấy, mình chỉ cần nói chặn dưới, chặn phải số nào chả được. Đấy, còn nếu muốn chứng minh lớn hơn 2, bạn phải gì? Bạn xét hiệu ấy. Xét hiệu trừ 2 ấy, được chưa? Đây là câu C. Để thử một dãy khác cho các em xem này. Đấy, dãy D. Đấy, số mình có công thức là bằng 4 mũ N trừ 1 trên 4 mũ N cộng với 5. Nhá, để thì có cái dãy này. Thì dãy này bây giờ mình sẽ xem cái phần dự đoán này. Mình dự đoán trước. Nào, mình dự đoán bằng cách mình bấm máy tính. Nhá. Tôi bấm máy tính nhá. Bạn lấy máy tính bấm cùng với thầy luôn đi. Nha, chúng ta cùng bấm với nhau luôn này. Nhập lại cái hàm số này. 4 mũ N nhập sẽ là 4 mũ X trừ 1. Đây, bấm nhầm rồi, sửa lại. 4 mũ X này trừ 1. Đấy, trên 4 mũ X cộng 5. Được chưa? Thầy vẫn nhập đến 20 nhá. Bằng. Nào, xem dãy này như nào đây. 0,3333, 0,7, 0,913, 0,97. Ồ. Dãy này là dãy tăng các bạn ạ. Thấy không? Dãy tăng lên. Và số đầu tiên thì nó xuất phát từ 0,333 tức là 1/3. Vậy là nó cũng lớn hơn 0 luôn. Đúng không? À, nhìn này. Toàn là rất là nhiều 9 này, tức là số này là càng ngày nó càng tiến sát lên số 1 các bạn ạ. 0,99 nhiều 9 này là gần số 1 lắm.
Đấy, thì đến số 19 ấy, nó lại ghi bằng 1 này. 20 nó ghi bằng 1. Thực ra là đây giải thích cho bạn một chút này, 19 với 20 này, hai con số 1 này nó không có phải là đúng đâu. Đây chỉ là số gần đúng thôi, bởi vì sao em nhìn này, nhìn con số U18 này. Với thằng U18 nó ra là nó full 9 mất rồi. Nó full 9 trên màn hình, mà nếu mà có tăng nữa có phải nó sẽ ra 1 không? Bởi vì là cái bộ nhớ máy, cái số chữ số sau dấu phẩy nó là có hạn, chứ nó không vô hạn. Thực tế cái số này là nó là vô hạn, số 9 đấy nhá. Đấy, nhưng mà đây là gì của mình đây? Đây nên đây là 1, nên 1 luôn, là đây là tính gần đúng thôi. Đấy, và thầy sẽ chỉ luôn các bạn là tại sao là đây số 1 này không đúng. Nhìn biết ngay. Vì sao tử của em là 4n trừ 1, 4n trừ 1, mẫu của em là 4n cộng 5. Hiển nhiên là tử bé ăn mẫu. Tử bé ăn mẫu phân số nhỏ nhỏ hơn 1 rồi. Đúng không? Phân số nhỏ hơn 1 thì không thể nào mà lại bằng 1 được. Đấy nên là cái con 19 20 này là nó không đúng về giá trị lắm, nhưng không không sao cả. Cái tôi còn nhìn nhận ở đây là gì? Cái số dãy số của tôi là tăng. Dãy số tăng mà tăng từ một số dương lên dẫn đến là gì? Dãy này nó không có chặn trên. Nó chỉ có chặn chặn, chặn dưới thôi, chặn dưới em thích lấy số nào lấy. Một em lấy số hạng đầu tiên là 1/3 luôn này. Hoặc em lấy số 0 cũng được. Đúng không? Em lấy số 0 cũng được. À cái này còn này có chặn trên chứ, xin lỗi các bạn. Cái này có chặn chặn trên chứ. Bởi vì là gì? Mọi cái số hạng này đều nhỏ hơn hơn 1. Đều bé hơn hơn 1 mà. Đây ghi bằng 1 thì là sai. Nhá, đều bé hơn 1, cứ tăng nữa thì nó chỉ sát số 1 thôi, không là bằng số 1 đâu. Đấy, và thằng bạn này lớn hơn 0. Thì sau khi bấm máy tôi thấy này, tôi dự đoán nhá là 0 nhỏ hơn UN và nhỏ hơn 1 với mọi N thuộc N sao. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra lại một cách tôi ngồi tôi chứng minh lại. Nha, tôi có sau đây này. 4 mũ N thì N của em do N của em lớn bằng 1 nhá. Do N của em là N lớn bằng 1. Tuy ra là 4 mũ N thì lớn hơn là bằng 4. Vậy là 4 mũ N mà trừ đi 1 thì lớn hơn bằng 3. Và lớn bằng 3 thì hiển nhiên lớn không chưa? Lớn không rồi. Đấy mà cái 4 mũ N cộng 5 thì lớn không quá gì nhá. Lũy thừa 4. Sau lại cộng thêm 5 là dương rồi thì đã. Từ đây suy ra là gì? 4 mũ N trừ 1 trên 4 mũ N cộng 5 lớn không? Hay nói khác là gì? UN của em là lớn không? Với mọi N thuộc N sao? Đấy thì chứng minh lớn không cho nó nhà. Chẳng có gì vì đi chứng minh cái số sát đấy là gì cho mệt. Nhá, đấy là được một cái rồi nhá. Cái thứ hai. Đây, lý luận tiếp. Thì có là dư hiển nhiên là 4 mũ N trừ 1 sẽ nhỏ hơn 4 mũ N cộng 5 rồi. Yeah. Vậy suy ra là cái phân số này nhỏ hơn 1. Hay là suy ra là UN của em là nhỏ hơn 1 với mọi N thuộc N sao. Được chưa? Thì đây đây là điều số 2 nhá. Đấy, đây là điều số 2 mà tôi vừa suy ra. Đấy đánh cái trên là 1 dưới là 2 đi. Đây là 1 này. Đây này là 2 này. Đấy, thì từ 1 và 2 thì tôi suy ra ngay là gì là 0 nhỏ hơn UN nhỏ hơn 1 với mọi n thuộc n sao. Rồi sau khi xong cái này rồi thì suy ra là UN là dãy số bị chặn, cả chặn trên cả chặn dưới nhá. Đấy, bấm máy tính xong là mình có thể phán đoán được rồi. Còn như thầy nói đấy, với câu trắc nghiệm ấy thì thực ra các bạn sau khi bạn bấm máy xong bạn nhìn vào cái bảng giá trị đấy là bạn có thể đọc được luôn. Đấy, bạn có thể đọc được luôn là nó bị chặn trên hay bị chặn dưới hay là bị chặn. Nhưng mà có những dãy nó không bị chặn gì đâu nhá. Số nhảy lung tung. Đó, ok. À, thế ai đã nắm được hai câu CD rồi? Ấn đưa tay thầy nào. Đó, các bạn xong rồi thầy cho các bạn câu áp dụng này. Các bạn làm vở thầy. Xem là cho thầy những cái dãy này nhá. Những cái dãy này là dãy tăng hay dãy giảm hay à, dãy bị chặn như nào nhá các bạn nhá. Để tính bị chặn này, áp dụng. Tiếp tục cùng vào áp dụng ở đây này, cái tính cái chặn của các dãy sau UN có công thức là UN bằng N bình cộng 3N cộng 1 tất cả trên N cộng cộng 1, và câu B dãy UN có công thức bằng này. Rồi, ok, em kiểm tra giúp thầy hai cái dãy này nè. Xét tính bị chặn của hai dãy số ở câu A và câu B. Để các em lưu ý với thầy nhá. Cái câu A của mình nó chỉ là chặn dưới thôi, đúng không nhỉ?
có ai chỉ chặn dưới, nên là các bạn có thể chặn bằng cái gì cũng được. Đấy, các bạn một số chặn bằng không, em chặn là một ok nhé, chặn bằng gì cũng được, cái này chỉ bị chặn dưới thôi. Đấy, em có thể dùng chặn dưới là không hoặc là một tùy các bạn nhé, không hoặc là một. Đấy, tại sao là một? Bởi vì thực ra cái từ này có thể tách thành là n bình cộng 2n này, xong lại cộng thêm với n cộng 1, thì hiển nhiên cái thằng này lớn n cộng 1 chưa. Đấy, từ lớn mẫu nên là nó lớn 1. Rồi còn thằng dưới thì nó bị chặn giống cái bài trên, vừa chặn trên vừa chặn dưới. Rồi, chặn dưới thì có thể lấy là số 0. Đấy, chặn trên lấy là số 1. Rồi. Đấy thì là đấy là mấy cái dạng bài liên quan đến dãy số. Rồi. Chúng ta sẽ chuyển sang thầy cái phần lý thuyết tiếp theo của cái chương này. Đấy, cái phần chủ đề thứ 3. Bạn kẻ đi nhá, kia thầy chủ đề 3. Đấy, chúng ta nói về cấp số cộng. Nha, chủ đề 3 là cấp số cộng. Kia thầy A lớn, lý thuyết. Như cái chương này thực ra lý thuyết nó rất là ít, chúng ta nếu mà học nhanh có thể học trong một buổi cũng hết nhá, tất toàn bộ chương luôn ấy. Nhưng mà thầy muốn đi từ từ để cho các bạn luyện bài tập cho mình hiểu nó nắm nó chắc hơn những cái phần này. À, định nghĩa này, phần thứ nhất định nghĩa thế thế nào là cấp số cộng. À, kia thầy này, cấp số cộng đấy, thứ nhất này là một dãy số đó. Cấp số cộng phải là dãy số đó. Mà hoặc này, nó có thể là hữu hạn. Hữu hạn là số phần tử xác định ấy, hoặc là vô hạn. Hữu hạn hoặc vô hạn. Hữu hạn hoặc vô hạn. Trong đó này, kể từ số hạng thứ 2 trở đi. Kể từ số hạng thứ 2 trở đi, mỗi số hạng đều bằng tổng của cái số hạng liền trước nó. Đấy, số hạng liền trước nó với một số d không đổi, với một số d không đổi. Được, được chưa? Đấy, từ số hạng thứ hai trở đi thì số nào cũng là bằng số liền trước cộng thêm với d nào. Và cái d này này nó tên gọi là công sai nha, d có tên gọi là công sai. Còn viết theo kiểu ký hiệu ấy, viết theo ký hiệu như un là dãy số này, thỏa mãn này, un một bằng một số nào đó người ta cho trước, được chưa? Un cộng một sẽ bằng là un đấy, cộng thêm với d, số sau thì bằng số trước cộng thêm d nha. Thì đây là cái cách cho của cấp số cộng. Đấy, người ta có thể cho mình cái dạng như này. Được chưa các bạn? Cho này thì nhìn được ra luôn rồi. Đấy, thì lấy ví dụ. Lấy ví dụ. Để cho dãy UN. Đấy, UN có thể là rất là nhiều dãy người ta cho mình. Đây có thể cho những số hạng đầu này, ví dụ là cho -3 này, 1 này. Đấy, 5 này, 9 này, 13 này, vân vân. Thì các em nhìn qua đấy ở đây em thấy là khoảng cách đây là 4 này. Cứ hai số liên tiếp khoảng cách là 4 này. Đúng nhỉ? Và số hạng đầu của em là -3. Thì thầy có thể chuyển đổi nó thành cái này. Đó là dãy UN thỏa mãn là gì? Có U1 thì bằng là -3. Còn cái UN cộng 1 ấy thì bằng UN cộng thêm với 4. Được chưa? Và cái con 4 này này nó chính là công sai D. Đấy, công sai D. Được chưa? Đấy, như người ta nói. Đấy, công sai D. Rồi thì người ta hoàn toàn có thể cho em dãy, nó cho luôn cái dạng cái công thức như thế này này cũng được. Đấy, hoặc là người ta dãy UN hoàn toàn có thể cho hữu hạn thôi, hữu hạn số thôi. Ví dụ thầy lấy như này nhá, có thể là trừ căn 2, không căn 2, thầy cho 3 số hạng duy nhất. Đấy, không có vô hạn thì đây là hữu hạn, chỉ có 3 số hạng thôi. Và bạn nhìn ở đây bạn sẽ thấy đây là cấp số cộng ấy chứ. Có UN của em là gì? U1 thì bằng là trừ căn 2. Và em nhìn khoảng cách cho ba thằng này nhá, khoảng cách nó chính là gì? D của em chính là bằng căn 2 đấy. Đấy.
từ đây ra đây là cộng thêm căn 2 rồi đúng không? Đấy, từ đây ra đây cộng thêm căn 2 nữa. Đấy, thì D chính là căn 2. Đấy, còn U1 thì bằng trừ căn 2. Vậy là đôi khi thì dãy số tôi cộng có thể cho bởi chỉ cần 3 số hạng thôi. Tối thiểu là 3 nhé. Bởi vì nếu 2 thì mình chưa thấy quy luật. Nhá, có thể cho 3 số hạng cũng là thể hiện một dãy số có dạng cấp số cộng. Hay là dãy số tự nhiên mình học ấy, bản thân là cấp số cộng. Chính là dãy số tự nhiên mà các cái chữ số là cách đều nhau ấy. Đấy, các số hạng liên tiếp là cách nhau là một đơn vị. Hay là dãy các số chẵn, dãy các số lẻ, vân vân. Rất là nhiều. Và các em hình dung cái D này này, công sai này, nó hoàn toàn có thể là gì? Số nguyên. Số nguyên được, số dương hoặc âm được hết nhá. Dương cũng được, âm cũng được. Rồi người ta cho mình cái dạng số hữu tỉ, phân số. Được chưa? Dạng A trên B. Hay là nó cho cái dạng là số vô tỉ cũng có. Ví dụ là dạng căn, ví dụ như căn 2 trên kia kìa. Đó, thì em hình dung nhá, D nó chỉ cần là thuộc R thôi. Chứ không có gì đặc biệt đâu nhá. Tùy đề bài cho gì thì mình cứ thế mình làm. Quan ghi cho thầy sang phần thứ hai. Hai nhỏ. Đấy, hai nhỏ. Chúng ta nói về là số hạng tổng quát của cấp số cộng. Số hạng tổng quát. Nhá. Rồi, cái số hạng tổng quát cấp số cộng thì người ta sẽ bằng bao nhiêu? Chúng ta ghi cho thầy này. UN. Đấy, số hạng tổng quát UN sẽ bằng là U1 cộng với N trừ 1 tất cả nhân với D. Em đóng khung cho thầy công thức này vào bảo. Công thức này cần phải nhớ để phục vụ cho quá trình làm bài. Nhá, phục vụ quá trình làm bài. Cái này thì tính là từ N lớn bằng 2 các bạn nhá. N từ 2 trở đi mà, từ số hạng thứ 2 trở đi. Đây là ví dụ, thầy lấy ví dụ này. Ví dụ người ta có thể cho em một cấp số cộng. Nó có U1 thì bằng là 2. Công sai D thì bằng âm 3. Nhá. Thì từ đây thầy suy ra công thức UN của thầy này. U1 là bằng 2 này. Cộng với N trừ 1 tất cả nhân D là nhân âm 3. Bạn nhân tung cho thầy nào. 2 này trừ 3N này cộng 3. 2 cộng 3 vậy là 5 trừ 3N. Hay nói khác là cái dãy này có thể công thức tổng quát là gì? Là UN này. Đấy, có UN thì bằng 5 trừ 3N. Được chưa nhỉ các bạn? Đấy, hoàn toàn thì chúng ta có thể cho dưới dạng như này. Đấy thì tự mình suy ra thôi. Tự mình suy công thức tổng quát ra. Đấy, thì đây là ví dụ. Và các bạn ghi nhớ thầy công thức tổng quát ở đây nhé. Lưu ý ở đây là gì? Ở đây là N này. Thì trong cái ngoặc này là N trừ 1. Tức là mình giảm đi một đơn vị. Em nhé. Đấy là cái phần thứ hai về lý thuyết. Đây là thầy phần thứ ba. Thứ ba. Ra nói về tính chất. Tính chất của cấp số cộng. Đấy, tính chất của nó này. Các bạn ghi. Chúng ta có một cái tính chất này. Đó là nếu ba cái số hạng nhá là uk trừ một này, uk này, đấy, uk cộng một, thấy ghi này để thể hiện là ba thằng này là gì, nó có thứ tự, nó liên tiếp nhau đấy trong một dãy số, tạo thành một cái cấp số cộng thì ai thì em có điều này xảy ra này, em sẽ có thẳng ở giữa uk sẽ bằng trung bình cộng của hai thằng kia cộng lại, uk trừ một cộng với uk cộng một tất cả chia cho hai. Yeah, thầy giải thích nhá. Mình hiểu nó là gì? Số ở giữa. Số hạng ở giữa sẽ bằng là trung bình cộng của hai cái số hạng ở hai bên. Nhá. Đấy, tổng cộng và chia đôi mà là trung bình cộng. Hoặc là cái này có thể hiểu theo một cái dạng thứ hai. Đấy, tôi không thích dùng dạng này. Mà tôi thích nhân chéo lên thành là UK trừ 1 cộng với UK cộng 1 thì bằng 2 lần UK. Có nghĩa là gì? Tổng hai số hai bên. Tổng hai số ở hai bên sẽ bằng là hai lần số ở giữa, hai lần số hạng ở giữa, được chưa? Đấy, em dùng một trong hai dạng này đều ok nhá, bởi vì bản chất nó cũng là một thôi mà, thằng mình nhân chéo lên thôi. Đấy là phần thứ ba về tính chất. Đấy, nó có thể một số bài nó cho thông tin nha, ví dụ cho ba cái số nó có thứ biến ở trong đấy, nó bảo là ba số này tạo thành một cấp số cộng thì yêu cầu chúng ta là phải đi tìm ra x này, tìm ra A, B hay là N gì đó, được chưa? Thì đây là dùng cái tính chất ở phần bài này. Rồi, đây là 3 xong. 4. Đấy, 4. Bây giờ thầy là tổng N số hạng đầu của cấp số cộng
nhá, tổng n số hạng đầu của một cấp số cộng, được chưa? Người ta tổng n số hạng đầu kêu là sn, sn nhá, bằng này, các bạn ghi nhớ thầy công thức tính như sau này: số đầu cộng số cuối. Đây là từ từ thầy diễn giải lại một chút đã nhá. Sn chính là bằng u1 cộng u2 cộng u3 cộng vân vân cộng cho đến un nhá. Và tính như sau này: đầu này cộng cuối này nhân đi số số hạng, ở đây là n số à, tất cả chia 2. Đó, thì các em nhớ thầy công thức này, thầy thường nhớ theo công thức này các bạn nhá. Đó, đóng khung này, đấy là cái công thức nhất có thể ghi nhớ. Tuy nhiên là chúng ta có thể đưa nó về một dạng khác. Đưa một dạng khác đó là gì? Chúng ta nhớ là chúng ta trên nó có công thức tổng quát đấy. Dạng tổng quát đấy là UN bằng là U1 cộng với N trừ 1 nhân D á. Thì thầy lấy cái này thì thế vào cái UN này này. Thế vào cái UN này. Thì thầy ra kết quả như sau. Bằng này. Như vậy là U1 này cộng U1 cộng với N trừ 1 nhân D. Được chưa? Tất cả nhân với N trên 2. Đấy, thì thu gọn lại thành là 2U1 cộng với N trừ 1 nhân D. Đấy, tất cả nhân với N trên 2. Thì trong công thức này này, trong công thức này mình sẽ thấy là nó thu hết về U1 với lại N với D thôi. Đấy, chứ không có U1, UN gì nữa. Đấy, thì đây là hai dạng của công thức tính tổng N số hạng đầu. Thầy thì thầy khuyên các bạn nên nhớ theo cái dạng cái số 1 này này. Đấy, còn dạng số 2 này thì đa phần là thầy sẽ dùng công thức này. Thầy tự thay vào. Đây, thầy tự thay cái số hạng tổng quát vào. Đấy, thay cái UN vào là mình ra, đúng không? Đấy, công thức ở dưới là công thức hệ quả thôi mà. Nên là nếu mà thầy là thầy nhớ công thức ở bên trên, tại vì một nó ngắn gọn hơn, hai nó là công thức gốc bản chất đầu cộng cuối nhá. Cứ nhớ này, số đầu cộng số cuối nhân với lại số số hạng tất cả chia 2, thì đây chính là bản chất ở công thức này này. Đấy, đầu cộng cuối nhân số số hạng chia 2. Đấy, thì đây là toàn bộ phần lý thuyết về cấp số cộng, chúng ta chỉ cần nhớ cho thầy những cái điều thầy vừa ghi thôi. Ở đây là những cái chúng ta đã gọi là chắt lọc lại rồi. Nó là ngắn nhất rồi nhá. Nên các bạn cần phải ghi nhớ. Ai ghi xong lý thuyết giơ tay thầy xem nào. Lý thuyết về cấp số cộng thì đơn giản lắm. Cả buổi sau đấy, cấp số nhân nó cũng đơn giản, không có gì nhiều cả. Đấy, các bạn nhớ phải nhớ chính xác nha, không nhớ linh tinh đâu nha. Đó, ok. Lý thuyết là ghi xong. Các bạn ghi cho thầy sang phần B. Dòng ghi B này. Mình sang bài tập luôn. Đấy, luyện qua bài tập. Để xem cái dạng bài tập chương này nó hỏi như thế nào nhá. Thì các bạn ghi cho thầy, chúng ta sẽ qua một số cái dạng bài tập. Ghi thầy là dạng 1. Dạng 1 là cái dạng này là chứng minh một cái dãy số là cấp số cộng. Chứng minh hay là có thể là mình đi mình nhận diện ấy. Nó cho nhiều dãy và nó yêu cầu là dãy nào trong đây là dãy là cấp số cộng. Thấy chưa? Thì nó cũng rơi được cái phần này thôi. Thì là chúng ta ghi cái phương hướng ở đây này. Để mà chứng minh một dãy là cấp số cộng nhá, thì các bạn giúp thầy này. Các bạn đi giúp thầy, bạn xét cho thầy cái hiệu. Hiệu của UN cộng 1 trừ đi UN. Nó tương tự như kiểu mình xét dãy số tăng ấy. Nhưng vì do là trong cấp số cộng thì khoảng cách giữa hai số liên tiếp là không đổi. Nên nếu em để đây em tính ra là một số không đổi. Em tính ra là một số không đổi ấy. Thì đây sẽ là một gì? Số không đổi với mọi N thuộc N sao. Thì lúc này mình sẽ thấy là UN của mình nó sẽ là cấp số cộng. Đấy, và cái số không đổi này này, cái số không đổi chúng ta đề cập ở đây này, nó chính là công sai d, đúng không? Khoảng cách giữa hai số liên tiếp chính là công sai mà. Đấy, chính là công sai d. Thì đây là cái phương hướng để giải quyết cái dạng này. Kia thầy bài tập số 1 này, chứng minh dãy số sau là cấp số cộng. Được chưa? Câu A này, kia thầy dãy số UN để cho công thức là UN bằng
À, ví dụ là 19n trừ đi 5. Nhá, 19n trừ 5. Chúng ta ghi cho thầy là thầy xét ký hiệu là UN cộng 1 trừ UN. Đấy, UN cộng 1 thì bạn cứ thức chữ N và thay N cộng 1 nhá. 19 nhân N cộng 1 trừ 5. Giờ trừ đi UN là gì? 19N trừ 5. Phá ngoặc ra. Vừa nhân tung và phá ngoặc ra 19N cộng 19 trừ 5 trừ 19N cộng 5. Thì xem có gì hết nhá. 19N với trừ 19N là hết. Trừ 5 với cộng 5 là hết. Vậy trừ xong thì ta ra là 19 thôi. 19 hiển nhiên đây là số không đổi rồi. Đúng không? Đấy, không, không, số không đổi rồi. Đúng cái chúng ta cần. Vậy thì từ đây thầy suy ra là à, UN của thầy nó là cấp số cộng. Đúng nào? Và thậm chí thầy có thể kể thêm là gì đấy? Cấp số cộng lại có với luôn này. Đấy, công sai. Đấy, công sai D của mình ấy thì chính bằng cái số này là bằng 19. Khoảng cách mà. Và cái con số hạng đầu ấy, U1 của mình ấy, thì bạn lấy 1 bạn thay vào công thức nhá. 19 nhân 1 trừ đi 5. Đấy, 19 trừ 5 lại được là 14. Được chưa? Tức là chúng ta còn để đọc được các thông tin này luôn. Chứ không chỉ dừng lại ở việc là đấy, D thì bằng 19 nhá. Đấy, còn U1 thì bằng 14. Kiểu vấn đề đấy nhỉ? Đấy, cứ nhớ cho thầy là xét hiệu hai số liên tiếp. Đấy, lấy số sau trừ số trước. Đấy là mình ra được. Nếu ra không đổi thì là ok. Đấy, hiểu bài này chưa? Bây giờ chúng ta sẽ làm luôn áp dụng cho thầy này. Em áp dụng cho thầy luôn là vở này. Câu B. Đấy, là dạy UN. Có công thức là UN bằng trừ 3N cộng 1. À, câu C. Đấy, có dạy UN. Có công thức là bằng 2N trừ 3 tất cả trên 5. Rồi. Em làm cho thầy luôn BC và vở để mình chấm nhá. Xác định giúp thầy xem là chứng minh cho thầy hai cái dãy này là cấp số cộng. Qua cái bài này này thì thầy sẽ cho các bạn một cái kinh nghiệm rất là quan trọng nha. Một kinh nghiệm chúng ta ghi cho thầy một cái chú ý. Đấy, cái này giúp ích cho các bạn trong các cái bài tập liên quan đến trắc nghiệm nha, các câu trắc nghiệm thì nó liên quan đến cấp số cộng mà nó yêu cầu là ví dụ là xác định hỏi trong các cái dãy số sau đấy là cấp số cộng chẳng hạn, hay là cho công thức nó hỏi là đây có phải là cấp số cộng hay là cấp số nhân, kiểu như thế. Thì nói chung là câu hỏi là đi tìm cấp số cộng trong các cái dãy số người ta cho. Thì nó có thể cho mình theo hai hình thức. Một là nó cho mình cái công thức tổng quát. Đấy, nó có thể cho mình công thức tổng quát này. Ví dụ UN nhá, nếu em nhìn thấy cấp số cộng ấy nó phải có dạng như sau này: A nhân với N cộng với B. A nhân N cộng với B. Em hiểu đây nó chính là gì? Là một hàm số bậc nhất ấy. Đây là hàm số bậc nhất đối với N. Bây giờ đây nó là hàm số bậc nhất với cái biến này biến N. Được chưa? Đấy, hàm số bậc nhất với N nhá. Để ghi nhớ. Phải nhìn này, nếu nó cho dạng công thức phải là dạng như này. Rồi, thì khi cho dạng này rồi thì bạn để ý bạn ra thì cái gì? Bạn giúp thầy nhìn cái phần hệ số của N ạ. Hệ số N là cái con A này. Đấy, thì con A này. Hệ số của N là gì? Thì đấy chính là công sai. Nhá, nó chính là công sai D hay A và chính là công sai D. Cái thứ hai là từ công thức này mình có thể đọc thêm một cái thông tin nữa, đó là em hoàn toàn có thể đọc số hạng đầu hay bất cứ số hạng gì của dãy, đúng không? Số hạng đầu U1 đi. Đấy, sẽ bằng em thay N bằng 1 ở đây. Tức là gì? A nhân với 1 cộng với B. Nhá, bản chất là mình đi thay N bằng 1. Đấy, thay N bằng 1. Cái hướng thứ hai người ta có thể cho mình ấy, nó lại không cho công thức này đâu. Nó cho mình là các cái số hạng đầu. Đấy, nó sẽ cho mình các cái số hạng đầu hoặc là một số hạng nào đấy. Đấy, các số hạng đầu của cái dãy thì mình sẽ nhìn vào đấy nhá. Bạn giúp thầy bạn sẽ đi bạn kiểm tra. Bạn sẽ kiểm tra cái khoảng cách ấy. Khoảng cách giữa các số hạng liên tiếp cho thầy nhá. Đấy, ví dụ đây nó cho mình các số này, ví dụ đây là U1 này, U2 này, U3 này, U4 vân vân chẳng hạn thế. Thì bạn kiểm tra cho thầy các khoảng cách này. Ở đây xem nó có là ra cái gì. Đây ra cái gì. Đây ra cái gì. Ví dụ nếu đều tất cả đều là D, khoảng cách đều là bằng nhau hết. Vậy thì cái khoảng cách này chính là không sai. Và đây chắc chắn sẽ là cấp số cộng. Được chưa? Nha, thì đây có hai cái hướng. Đấy, các bạn có thể gặp trong bài trắc nghiệm. Bởi vì những câu mà nhận diện đơn giản thì thường người ta lại không hỏi tự luận đâu. Nhá. Người ta sẽ cho trắc nghiệm. Nên bạn cần lưu ý cho thầy này. Đóng khung cái công thức này vào. Đóng khung cái phần chú ý này vào. Đấy, để mình ví dụ trong trường hợp này mình có gặp ấy.
thì mình có đã có cái định hướng với tư duy trước rồi, được chưa? Đấy thì vừa nãy các bạn cũng đã làm những cái công việc này ở trên rồi đấy. Đấy, chẳng qua là thầy tổng kết lại thôi. Đấy là dạng đầu tiên các bạn nhá, dạng 1. Đấy, ghi cho thầy tiếp sang dạng số 2. Đấy, dạng 2, dạng 1 đấy đi chứng minh nhá, dạng 2 này. Đó là các bạn đi nhận xác định. Xác định cho thầy này. Số hạng tổng quát. Đấy, của một cái cấp số cộng. Xác định số hạng tổng quát của nó. Đấy, xác định số hạng tổng quát nhá. Cấp số cộng. Thì thực ra xác định số hạng tổng quát là mình cần gì? À, bản chất bài này ấy, là bạn đi vẫn xác định hai thứ. Thứ nhất là U1, đoạn đầu. Thứ hai là xác định D, công sai. Thì từ cái này bạn chỉ cần thay vào công thức tổng quát ấy. UN bằng cái gì? U1 cộng với N trừ 1 tất cả nhân D. Đấy, thì bạn sẽ ra thôi. Đấy, là bản chất đi xác định hai cái ông này. U1 với D thôi. Và khi có đủ hai thằng này xong rồi thì mình muốn làm công việc gì thì làm. Nhá, có rất nhiều thứ để làm. Rồi, kia thầy này. Chúng ta vào bài đầu tiên này, bài số 1. Thầy cho cái cấp số cộng UN nhá. Có U5 thì bằng âm 43. Đấy, U21 thì bằng trừ 171. Được chưa? Đấy, đây là cái giả thiết để bài cho. Câu hỏi A. Đấy là yêu cầu tìm số hạng đầu U1 với lại D của cái cấp số cộng này. Đấy. Tìm hai cái đối tượng này nhá. Bây giờ bài này làm kiểu gì? Thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn luôn. Ở đây bài nó cho mình cái dãy, à nó cho mình cái thông tin là U5 thì bằng âm 43. Còn U21 thì bằng âm 171. Thì thầy sẽ dùng cái công thức của số hạng tổng quát vào đây. U5 nhá, U5 thì bản chất nó chính là U1 cộng với 4D các bạn. 5 mà thì bằng là U1 cộng với N trừ 1 nhân D mà. Thì là U1 cộng với 4D bằng âm 43. Thứ hai U21 thì bằng U1 cộng với 20D bằng âm 171. Em bấm máy tính giúp thầy này. Đây là một hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Ẩn thứ nhất là U1. Ẩn thứ hai là D. Em bấm vào máy đi gọi là XY đấy. Em bấm hộ thầy xem là U1 ra là mấy và D ra là mấy nào. Nào ra rồi đọc cho thầy nhá. Khẩn trương bấm nào. Trừ 11 với lại trừ 8. À ok, vậy là trừ U1 là trừ 11, D là trừ 8. Được chưa? Vậy là mình sai rồi nhá, ra rồi nhá. Số hạng đầu cũng có, công sai cũng có. Rồi, bây giờ muốn hỏi cái gì cũng trả lời được hết. Đấy, câu 3 xong. Cái sang câu hỏi B cho thầy này. Tìm U29. À, thế trước khi tìm U29 thì các bạn dựa vào U1 với D kia, em xác định cái công thức UN trước đã. Đấy, U1 là trừ 11 này. Cộng với n trừ 1 tất cả nhân d là nhân âm 8. Em nhân tung nó ra đi. Âm 11 này trừ 8n cộng 8. Vậy ra là gì? Trừ 8n trừ 3. Hay thầy viết lại nhá. UN của thầy là bằng trừ 8n trừ 3. Từ đó suy ra U29 thôi. Bạn thấy 29 rồi đấy. Em lại bấm máy thầy à? Ra bao nhiêu nào? Bao nhiêu các bạn nhỉ? Từ 235. Trừ 235. Ok. Đấy ra nhá. Đấy là một câu hỏi có thể hỏi. Sau khi mình biết U1 với D rồi. Câu hỏi C. Số này trừ 16.123. Đấy là số hạng thứ bao nhiêu của cấp số cộng. Đấy, câu hỏi C đây là một câu hỏi có thể hỏi. Tự luận cũng được và trắc nghiệm được nhá. Thì vậy bạn lưu ý này, tất cả các số hạng trong cái dãy này, tất cả số hạng trong cái dãy này này, trong cái cấp số cộng này, này có phải là đều có công thức tổng quát chung là như thế này không?
Vậy thì cái thằng nếu thằng trừ 16.123 là số học của cấp số cộng, bắt buộc nó cũng phải theo công thức đấy. Cho nên là thầy chỉ cần đi thầy giải một cái phương trình. Đó là gì? Thầy cho trừ 8N trừ 3 của thầy bằng trừ 16.123. Các em tự giải vỏ giúp thầy xem nào mấy với. Tự giải vỏ đi. Xem nào là bao nhiêu, bạn nào ra rồi đọc cho thầy nhé. Bao nhiêu em nhỉ? 2015 2015 à? À ok, 2015. Em nhớ này, khi giải đây giải ra n xong nha, các bạn phải có cái thao tác là em đối chiếu giúp thầy là n này có phải là số tự nhiên khác không không? Nó thuộc n sao không? Đấy, nó thuộc n sao thì là được nhá. Đảm bảo n thuộc n sao thì mới được. Ví dụ giải ra đây, ví dụ n ra phân số này, n ra số âm này là vứt đi. Ok chưa? Đây là ok, n ra 2015 là được rồi. Như vậy ta kết luận là vậy. Cái số là trừ 16.123. Nó sẽ là cái số hạng thứ 2015 của cái cấp số cộng này luôn. Hiểu vấn đề không nhỉ? Đấy, nó sẽ là số thứ 2015 luôn. N là số thứ tự của bạn của nó mà. Rồi, đấy là câu hỏi C. Câu hỏi D này. Trừ 35. Đấy, có thuộc cấp số cộng trên hay không? Số âm 35 có thuộc cấp số cộng trên hay không? Nào. Thì với câu này nói chung là nó cũng kiểm tra, chúng ta không phải dựa công thức tổng quát thôi. Đấy, bạn thấy cái vai trò của cái công thức này như nào, quan trọng như nào. Đấy, có nó mình giải quyết được rất nhiều thứ đúng không? Bây giờ thầy lại cho trừ 35 bằng cái số bằng cái đấy. Thầy giải phương trình này, trừ 8M trừ 3 bằng âm 35. Vậy là gì? Âm 8M bằng mấy? Âm 32 đúng không? Âm 8N chứ. Vậy tương đương là N của mình bằng 4. À, N bằng 4 thì đương nhiên cũng thỏa mãn rồi. Thỏa mãn là N thuộc N sao rồi. Đấy, thì bảo nhá, nếu là N đây không thuộc N sao thì là nó không phải là số hạng của dãy số. Hoặc là ra âm là nó cũng sai. Nhá. Vậy này. Âm 35. Nó sẽ có thuộc. Đúng không? Nó có thuộc cái cấp số cộng trên. Đấy, và thậm chí là gì, mình có thể khẳng định là cái âm 35 này nó chính là gì, nó là U4 luôn không em, nó còn là U4 của cấp số cộng cơ, là số hạng thứ tư ấy, cấp số cộng này. Rồi đấy, nhưng bạn nào đã hiểu đến câu D này rồi giơ tay thì xem nào, em nắm được cái cách xử lý chỗ này thì em giơ tay. Ok, nào bài 1 được rồi nhá. Con sang thầy bài số 2 này. Bài số 2. Để cho cấp số cộng UN. Đấy, được định nghĩa như sau, nó có là U1 trừ U3 cộng U5 thì bằng 10. Và để có là U1 cộng với U6 thì bằng là 17. Câu hỏi A yêu cầu là tìm U1 và D. Câu hỏi B yêu cầu là tính tổng 50 cái số hạng đầu của cấp số cộng. Được chưa? Nha, bài tập 2 của thầy có 2 yêu cầu. Các bạn suy nghĩ làm vở thầy trước đã. Cho các em 5 phút để hoàn thiện hai câu này. Đoạn ra chưa? Ở nhà thầy trình bày nhá. Ở đây với câu A này thì ở cái hệ này này, ví dụ thầy đánh cái hệ này là sao chẳng hạn nhá. Bây giờ sao thì tương đương thì thay hết tất cả thành là U1 với D thôi. U1 thì để nguyên này này, trừ đi U3, U3 nó chính là U1 cộng 2D. Cộng U5 là U1 cộng 4D. 10. Phương trình thứ hai U1 để nguyên này, U6 thì bằng U1 cộng 5D. 17.
Sau đó các bạn rút gọn nó đi nhá. Chú thầy nhìn nhanh ở đây thì thấy là cái U1 này với U1 này hết. Đấy, các bạn thu gọn nó ra hệ thôi. Mấy nhỉ? Đây U1 này. Cái này 4D chứ 2D là cộng 2D. Bằng 10. Dưới đây là 2U1 cộng 5D thì bằng 17. Sau đó các em giải ra thôi. Giải hệ ra. Các bạn ra bao nhiêu nhỉ? U1 có phải ra là 16 còn D là âm 3 không? Đấy. Kết quả thấy thấy ra như này. U1 là 16 và D là -3. Thì nếu đến đây mà người ta yêu cầu tính soạn tổng phát thì cũng được. Thay vào thôi. Và đây bài này lại là tính tổng 50 số hạng đầu của cái cấp số cộng này. Thì 50 số hạng đầu thực ra mình sẽ ký hiệu nó là S50. Đấy nó chính là bằng tổng từ U1 cộng vân vân cộng cho đến U50. Thì thầy vẫn dặn các bạn hãy nhớ là gì, U1 này số đầu cộng số cuối nhân với số số hạng cả chia 2. Được chưa? Sau đó mình thay vào này. Hoàn toàn hoặc là mình thay thành công thức hệ quả là 2U1 cộng với N trừ 1 là gì? Gọi là 49. 49D. Tất cả nhân với 50 trên 2. Đấy là 2 nhân U1 là 2 nhân với 16 cộng 49 nhân với âm 3. Đấy, tất cả nhân 50 trên 2. Cái này ra bao nhiêu các em nhỉ? Em đọc có thầy con số ở đây với. Bạn nào tính rồi? Đọc thầy kết quả đây nào. S50 bao nhiêu đấy? Âm 2875. Ok. Đấy, âm 2875. Đấy, thì đấy là cái bài thì người ta có thể hỏi linh hoạt trong các cái công thức đấy. Được chưa? Và ở trong cái này này, dựa lên lấy một mẫu câu nữa đi. Lấy mẫu một câu nữa. Bài 3 đi. Nói nhanh thôi. Để các bạn biết cái phương hướng. Ví dụ người ta hoàn toàn có thể bắt là tìm U1 này, D của cái cấp số cộng. Sau biết. Đấy, biết chúng ta có một cái hệ điều kiện như thế này. Ví dụ là U5 thì bằng 4 lần U3. Và bạn có là U2 nhân U6 thì bằng 11 trừ 11. Người ta hoàn toàn có thể cho mình cái thông tin là ngoài cái việc cho tổng hiệu các thứ ấy, người ta có thể cho mình cái dạng tích hoặc là thậm chí là lũy thừa, bình phương, mũ 3 các thứ để tăng cái độ khó cho việc mình giải hệ phương trình. Đấy, nhưng bản chất thì mình giải nó vẫn thế thôi. Nào, ví dụ với cái đầu tiên nhé, em thay nó vào cho thầy này. Đấy, thì mình sẽ thấy là U5 thế này, mình sẽ thấy là U1 này cộng với 4D là U5 nhá. Bằng 4 nhân với này. U3 là U1 cộng 2D. Đó, còn thằng dưới thì U2 thì bằng là U1 cộng D. Nhân U6 là U1 cộng 5D. Đấy, bằng âm 11. Đây là phương trình trên nhá. Phương trình trên thì mình suy ra cái gì? Cái trên đấy, nếu mà mình thay ra thì mình sẽ thấy chuyển vế sang là 4U1 trừ U1 là 3U1. Đấy, cái này à, bên này 4D mà chuyển sang 8D xong là mình trừ 4D. Thì giờ các em thích thay hết thành U1 hay thay hết thành D cũng được. Đấy, em có thể hoàn toàn rút U1 ra nhá, tương đương này. U1 của em sẽ bằng là gì? Trừ 4D chia 3. Đấy, sau đấy mình lấy cái kết quả này. Mình sẽ lấy cái kết quả này này. Đấy, lấy này. Mình thế xuống bên dưới. Mình thế với U1 ở bên dưới này. Mình đưa hết về phương trình là đối với là D. Đấy, chẳng hạn ở đây nếu mà thay nhá. Thay ra gì đây? Trừ 4D trên 3. Cộng với D này. Tất cả nhân với này này. Trừ 4D trên 3 này. Cộng với 5D. Bằng âm 11. Trừ 4 phần 3 cộng 1 là gì? Trừ 1 phần 3D. Cái này là 15 mà trừ đi 4. Là 11 phần 3D. Bằng âm 11. Để triệt tiêu luôn cái 11 này cho gọn nhá. Triệt tiêu của dấu trừ này. Vậy thì mình sẽ ra là. Ra tiếp là bao nhiêu nhỉ? D bình trên 9 bằng 1. Đấy, vậy thì dày ra là D bình của thầy bằng 9. Nha, D bình bằng 9. Nhưng ở đây cũng không có thông tin thì nói là U1 là phải là D phải dương hay âm cả. Nên là đây trường hợp này em ra hai con D. D bằng 3 hoặc là D bằng trừ 3. Đúng không? Ở đây họ không nói rõ là. Ừ đúng rồi. Ở đây không có thông tin gì về cái chuyện là D dương hay D âm cả.
Đấy, và nếu với trường hợp này thì em phải xét hai cái ra. Đấy, với d bằng 3 thì ra gì? Đấy, thì xem ra lô u 1 bằng gì nhá. Đấy, với d bằng âm 3 thì ra gì? Đấy, thì thay vào đâu? Thay chính cái này này. Đấy, đây thay nốt vào một cái nhá. U 1 của mình sẽ bằng là trừ 4 nhân với 3 trên 3. Đấy, u 1 của em là âm 4. Còn trường hợp bên dưới là u 1 bằng là trừ 4 phần 3 này nhân với lại âm 3. Đấy, thì ra là bằng bằng 4. Được chưa? Đấy, thì chúng ta ra là hai cái bộ. D là 3 thì u 1 là âm 4 và D là âm 3 thì u 1 là 4. Đấy, hiểu không nhỉ? Đấy, người ta có thể cho bình phương được để mình ra phương trình bậc 2 đấy. Mình giải quyết. Thậm chí là cho đến tận phương trình bậc 3 cơ, nhưng mà thường người ta chỉ cho bậc nhất bậc 2 là chính thôi. Đấy, các em lưu ý về cách trình cách xử lý cái bài tập này nhá. Bài về nhà thì lát thầy gửi lên nhóm cho mình. Bạn lưu ý nhá, bài về nhà thì lát thầy sẽ gửi lên. Nó vẫn là cái file hôm trước thầy gửi thầy cho các bạn ấy. Vì hôm trước thầy bảo là file cái cả chương luôn mà. Thứ hai là vở ghi nhớ về gửi các em nhá, để mình còn chấm điểm. Rồi. Lớp nghỉ thôi.